If you go to DCI level 1. Nếu mà các bạn đi học lớp DCI cấp độ 1. You know the four steps. À, các bạn cũng sẽ biết cái điều này đúng không ạ? Mr. Bin, you taught four steps, right? À, anh Bình dạy 4 bước đúng không ạ? I don't chúng ta know, học 4 bước ở trong DCI 1. Did you guys learn the four steps? À, ở đây có mọi người có ai không học không ạ? Mọi người đều học đúng không ạ? Học 4 bước. Four steps. Number 1. À, 4 bước, bước số 1. Decide what you want. À, hãy quyết định điều mình muốn. Number 2. 2. Choose a partner to plant a seed. À, chúng ta hãy chọn một cái người đối tác để gieo hạt. Number 3. Bước số 3. Help them to make the same goal. À, thì chúng ta hãy giúp cho họ đạt được cùng một đạt được cái mục tiêu giống như mình. Number 4. Năm bước số 4. Coffee meditation. Là chúng ta thiền cà phê. Go home before sleeping. Translate, go home. À, sau đó mình đi về nhà. Before sleeping. À, trước khi mình đi ngủ á. Think about the good thing. Mình hãy nghĩ đến cái điều tốt đẹp mình đã làm. Okay. So I want to demonstrate. Và tôi muốn minh họa cái điều đó. This I need extra money tomorrow this week. I need extra money. À, tôi cờ cuối tuần này á thì tuần này tôi cần nhiều tiền hơn. I would like to make $1,000. Bởi vì tôi muốn là kiếm được 1,000 đô. So I invest one seed. Anh nói là tôi sẽ gieo một cái hạt giống. $100 seed. À, cái hạt giống 100 đô. You ready, Len? Yeah. I got the guy. Not Mr. Bin. À, không có gieo cho anh mình đâu. Okay, so four steps. À, 4 bước. Number 1. Bước số 1 á. I like to make $1,000. À, tôi muốn kiếm được 1000 đô. Okay. Number 2. Bước số 2. I must find the person who want to make some money. À, tôi phải kiếm được một cái người mà cũng muốn kiếm được tiền. So, muốn thêm tiền. I think it's him. À, tôi nghĩ là anh ấy cũng muốn kiếm thêm nhiều tiền. But đúng không ạ? I have to ask him. À, tôi phải hỏi anh ấy về đã. Would you like to make some money? Anh có muốn kiếm thêm tiền không? Yes, of course. Dĩ nhiên rồi. Of course, he said, of course. À, anh ấy nói là dĩ nhiên rồi. Okay. Step number 3. À, bước số 3. I have to help him make some money. À, tôi phải giúp cho anh ấy kiếm được tiền. So I ask him to raise his hand. À, và tôi bắt đầu nói anh ấy giơ tay ra. Okay, now watch. Bây giờ chúng ta hãy nhìn nè. I'm going to work. À, tôi phải nhìn. This is how I make money. Đây là cái cách mà tôi kiếm được tiền. Okay. I'm making $1,000 now. À, tôi sẽ kiếm được 1,000 đô ngay bây giờ. I'm planting this seed. À, tôi phải gieo cái hạt giống này. Okay. One. Một. Two. Hai. Three. Ba. Then I made $1,000. À, tôi sẽ đó là cái cách mà tôi kiếm 1,000 đô ạ. What's the step number 4? À, như vậy cái bước số 4 là gì? Tonight. Tối nay. Yeah. When I put my head on the pillow. Khi mà tôi bắt đầu đặt cái đầu của mình lên trên chiếc gối êm ái của tôi á. Let's go back here. À, chúng ta quay trở lại trước. Okay. 99%. 99% of all people. Tất cả mọi người á, mọi người á. When they put their head on the pillow, khi họ đặt đầu lên gối á, they start to worry. Họ bắt đầu họ lo lắng. Oh, my kids are going to go to good college. I don't know. Trời ơi, con của tôi học oh, hành. My business going to success. I don't know. Mình không có biết là cái việc kinh doanh của mình liệu nó có thành công hay là không. My wife going to leave me. I don't know. Không biết vợ mình có liệu có bỏ mình đi hay không. 99%. 99% mọi người á. We are worried. Chúng ta lo lắng khi mà chúng ta đi ngủ. Now listen. Bây giờ hãy nghe nè. The best time to worry. Cái thời gian mà tốt nhất để mà lo lắng á. Is the morning time. Là ở buổi sáng vào buổi sáng. When the sun come up. Khi mà mặt trời đi lên. Golden light. À, thì nó chiếu tỏa ra ánh sáng màu vàng kia. Have a good coffee. À, chúng ta lúc đó chúng ta uống cà phê. Vietnamese coffee number one in the world. À, thì anh Bình nói số một, anh Bình là số một. À. Have a good coffee. À, thì là anh Bình thoải mái ha và uống cà phê. Then you can worry. Và sau đó lo lắng gì lo lắng đi. The
The worry won't be very strong. Và đừng cái nỗi lo lắng của mình nó không có mạnh. In the daylight. Vào cái ban ngày á, buổi sáng á. With the coffee. Khi mà mình uống cà phê á. The worry is no strong. Thì lúc đó cái sự lo lắng, cái cảm giác lo lắng của mình nó không mạnh. In the night. Nhưng mà vào buổi tối á. You are tired. Lúc đó bạn mệt mỏi rồi. It's all dark. Mọi thứ. Of course the worry will grow. Sorry. When it's dark. Và trong bóng đêm á. You are tired. Mình lại mệt mỏi nữa, mình mệt mỏi á. Long day working. Cả một ngày dài làm việc. That's the worst time to worry. Đó là cái thời gian tệ nhất để mà lo lắng. Okay. Evening time. Vào buổi tối á, thời gian buổi tối á. When you put your head on the pillow. Khi mình đặt đầu lên gối á. There's special meditation. Thì nó có một cái loại thiền đặc biệt. I'll show you. Tôi sẽ cho các bạn xem nè. My teacher, one day he told me. Có một ngày thầy của tôi dạy tôi. Hey Mike. Mike à. Let's meditate. Hãy thiền đi con. Then I said okay. Tôi nói dạ được thầy. Then I go like this. Và tôi đã bắt đầu ngồi trong cái tư thế sẵn sàng thiền. Then teacher said, no no, don't do that. Thầy tôi mới nói là không có làm như vậy. You taught me to meditate like that. Ủa, thầy dạy cho con thiền như vậy mà. No, tonight coffee meditation. Không, tối nay là thiền cà phê. Then I asked him, what's the coffee meditation? Thì tôi mới hỏi thầy là, ủa như vậy thiền cà phê là gì thầy? Later. Như vậy nè. Close your eyes. Nhắm mắt lại. Then think about all the good things happened today. Và bắt đầu mình nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp đã xảy ra. Today I saw Mr. Bin. Hôm nay mình gặp anh Bình. And his staff. Và nhân viên của anh ấy. You know, Miss Lan, they built 666 houses for people. Lan à, cô có biết rằng anh Bình anh xây 666 căn nhà hay không? That's so good. Okay, that's a real meditation. Đó là một cái bài thiền rất là tốt. That's a real meditation. Đó là một bài thiền rất tốt. Okay. Được không ạ? We call coffee meditation. Chúng ta hãy thiền cái cách như vậy á. I told you tonight who made money? Như vậy tối nay ai kiếm được tiền? Không. I made money. Tôi mới là người kiếm được tiền. He working for me. Anh ấy nhìn thấy điều đó mà. He take the money. Anh ấy nhận tiền của tôi. I make the money. Tôi sẽ kiếm được nhiều hơn. He make 100. Anh ấy kiếm được có 100 đô à. I make 1,000. Nhưng mà tôi sẽ kiếm được 1,000 đô. I'm not kidding. Tôi không có nói đùa đâu. I'm not kidding. Tôi không nói đùa. It's not superstition. Cái này nó không phải là mê tín. It's not religion. Nó không có liên quan gì đến tôn giáo cả. It's just how things work. Đây là cái cách mà mọi thứ nó có tác dụng, nó vận hành. What you give to other people. Khi chúng ta cho đi cho người khác. Come back to. Thì nó sẽ những gì mình cho đi á, nó sẽ quay trở lại với mình. But. Nhưng. Sometimes. Đôi khi. It takes 100 lifetimes. Nó phải mất 100 kiếp sống mới thấy nó mới quay lại. I asked my teacher. Và tôi đã hỏi thầy của tôi. How to grow my business. Như vậy làm sao mà phát triển cái công việc kinh doanh được thầy? He said, oh, just help other people. Thì thầy tôi nói hãy cứ giúp đỡ người khác đi. Your business will grow. Thì cái công việc kinh doanh của con nó sẽ phát đạt. Then I said, when the $1,000 come back? Thì thầy như vậy thì khi nào 1,000 đô nó mới quay trở lại? Two or three lifetime. Có thể là khoảng 2-3 kiếp gì đó con. Two or three lifetime. Khoảng 2-3 kiếp thôi. Then I told him, look. Tôi mới nói, trời thầy I'm from America. Con đến từ nước Mỹ. We invent McDonald's. Nước chúng con là tạo ra McDonald's, thức we ăn call nhanh. Fast food. Chúng con là tạo ra thức ăn nhanh. If you, Mr. Bin, if you get a job in McDonald's. Thì thầy Bình có bao giờ đi kia làm việc ở McDonald's chưa? The first job is to cook the French fry. Cái công việc đầu tiên của nhân viên McDonald's học là học cách chiên khoai when tây. Start the cooking, you start the clock. Khi mà mình bắt đầu chiên khoai tây là mình phải bật cái đồng hồ lên. You should finish in 3 minutes. Thì mình phải chiên cái này chỉ trong vòng 3 phút thôi. If you take 4 minutes to make the French fry, they kick you out of McDonald's. Nếu mà chiên cái khoai tây nè mà mất hết 4 phút đó là họ cho mình nghỉ việc luôn. Then I told my teacher. Và tôi mới nói với thầy của tôi. I'm from McDonald's country. Tôi con đến từ một cái đất nước mà truyền thống McDonald's. Fast food. Và thức ăn nhanh.
Oh, you want fast food. À, con muốn cái mì ăn liền đúng không? Then you have to do coffee meditation. Như vậy thì con phải thiền cà phê thôi. Okay. Like that. Như vậy nè. Then the seed grows very fast. Thì lúc đó cái hạt giống nó phát triển rất là nhanh. Why? Tại sao? Inside the mind. Bởi vì trong tâm trí của mình. 6 hours meditation, 7 hours meditation. Thì khoảng 6 giờ đồng hồ mà thiền định á. If okay, in my monastery. Ở trong cái tu viện á. If you meditate. Nếu mà bạn thiền. With all the 1,000 monks. À, cùng với hàng ngàn nhà sư á. If you fall asleep. Nếu mà bạn bắt đầu buồn ngủ. Boom, boom, boom. Hit the head. Đội em ngủ nè. Then have to stare. Và lúc đó phải ngồi thẳng lưng lên. Okay. But. Nhưng. Coffee meditation. Còn thiền cà phê á. If you fall asleep. Nếu mà bạn buồn ngủ á. You success. À. Okay. Perfect meditation. Thì đó lại là một cái bài thiền rất là hoàn hảo. Okay. Được không ạ? Why? Tại sao? If you thinking good thought. Nếu bạn nghĩ về những cái suy nghĩ tốt đẹp. When you fall asleep. Khi mà bạn buồn ngủ. Oh, Miss Lan, I gave $100 to Mr. Ben's friend. Oh, Miss Lan à, tôi cho anh Thắng $100. Then in the sleep, that seed will cook. Thì lúc đó mà khi mình ngủ á, cái hạt giống đó nó sẽ được nấu lên. 6 hours, 7 hours. À, trong 6 tiếng đồng hồ mà mình ngủ. Okay, and then it always comes back. Thì sau đó mọi tiền nó sẽ quay trở lại. Much, much faster. Nó nhanh hơn nhiều. If you want the old meditation. Nếu mà bạn muốn thiền cái cách mà theo cái kiểu cũ á. Then $1,000 come after 2-3 lifetime. Thì cái $1,000 nó quay trở lại sau 2-3 kiếp sống lận. Okay, if you understand this secret. À, nếu mà bạn hiểu được cái bí mật á. It come back. In 1 year, 6 months, thì, 2 weeks. Thì cái số tiền đó nó sẽ quay lại trong vòng 1 năm, hay là 6 tháng thôi. If your sleeping is very expert. Và nếu mà bạn mà gọi là ngủ mà giống như là một chuyên gia đó. You can get $1,000 the next day. Thì bạn có thể có được nhận được $1,000 đó trong vòng ngày hôm sau thôi. I did it. Tôi đã làm điều đó. I give $3,000 today. I sleep with the seed. Next day I got $30,000. À, thì ngày hôm nay tôi cho đi $3,000 thì qua ngày